Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả các anh em biker. Hôm nay mình xin giới thiệu anh em mình mẫu găng tay Tai Chi. Mẫu găng tay da. Mình cho anh em mình chạy mô tô. Anh em mình chạy mô tô hay là chạy xe lớn xe nhỏ đều ok. Đấy. Vì tác dụng của găng tay là bảo vệ cho anh em cái phần lòng bàn tay. Rất là tốt khi anh em mình chạy đường dài. Đấy, mà chạy đường dài thì có rất là những điều không thể nào biết trước được. Đấy, có nhiều tình huống mình không thể đoán được. Đấy, thế nên là anh em luôn luôn phải sở hữu một đôi găng tay chất lượng. Đấy, dù kể cả một chất chiếc găng tay nó giá rẻ, hay là anh em mình có điều kiện hơn, có thể sắm một chiếc găng tay mình tốt hơn một chút nữa. Đấy, hoặc là tốt hơn nữa. Đấy, là tùy tình kinh tế của mọi người. Đấy. Nhưng mẫu găng tay này cũng rất là đẹp. Đấy, mà giá cả bên shop cũng để giá rất là yêu thương. Đấy, anh em có mua hàng thì liên hệ, mình sẽ để link và số điện thoại bên dưới. Yeah, anh em có thắc mắc gì bên mình sẽ tư vấn thoải mái và bao ship toàn quốc ạ. Phí ship thì tùy tùy độ xa gần của các anh em là ở đâu. Đây. Mẫu găng tay da, cái phần lòng bàn tay của nó cũng là da này, với hai bên đường tay này là thiết kế vải lưới để làm cho cái ngón tay của mình nó còn thông thoáng hơn, và các cái lỗ này, các lỗ chấm li ti này, làm cho mình đeo găng tay nó thông thoáng. Có ba màu này, đen này, đỏ này. Đây, cái màu này cũng là đen nhưng có điểm đỏ, gọi là màu đỏ này. Đấy, và màu trắng này. Đấy, có ba màu để anh em mình lựa chọn. Gù của nó là gù carbon. Cái này là gù nhựa carbon. Carbon của nó cũng không hẳn phải là carbon xịn. Đấy. Nó gọi là đây, phía lòng bàn tay có thêm cái lớp mút này. Lớp mút ở phía bên trong. Nó dày khoảng 1 mm đấy. Có hai cái tấm đệm mút đây ở bên trong, thì khi mà anh em mình có va đập có va đập mà trơn trượt cái lòng bàn tay mình ở dưới đường này, đấy thì cái lớp mút này này thì nó bảo vệ rất là tốt. Đấy, để tránh trường hợp vào vi va trượt dài mà nó có bị rách gang các thứ ấy. Để mà rách cái tấm cái miếng này ấy, anh em mình phải trượt dài lắm ấy, thì nó mới, may ra nó mới mới rách được, nó mới bay được cái miếng này. Đấy. Thế nên là anh em yên tâm, một chiếc mà giá cả nó rất là ưu ái, 550. Đấy. 550 thôi. Anh em có một chiếc găng tay rất là đẹp rồi. Đây. Anh em mình nhìn chi tiết được chỉ may rất là sắc nét. Đây. Có 3 màu để anh em mình lựa chọn. Đây. Đấy, anh em mình có liên hệ đặt hàng có thể gọi điện hoặc là qua page Facebook và HCC Helmet Hà Nội. Đấy. Còn anh em mình qua ở Hà Nội thì có thể qua trực tiếp cửa hàng là 224 đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội. Cảm ơn anh em đã xem video. Anh em mình xem video, like và chia sẻ giúp mình.
Bye bye, tạm biệt anh em, chúc anh em một ngày tốt lành ạ.